tin giáo hội Việt Nam, phỏng vấn Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh tại Việt Nam về đại dịch Covid-19. Nhân dịp lễ kính Thánh Sửa Marco, bổn mạng Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh, truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đã liên hệ với Đức Tổng Giám mục Marak Zalewski để chúc mừng và phỏng vấn ngài về tình trạng đại dịch hiện nay trong bài trả lời phỏng vấn Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh tại Việt Nam, xem đại dịch Covid-19 như là thời điểm để lượng giá và dò xét chính chúng ta. Ngài nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là thời điểm chúng ta cần phải lượng giá và dò xét chính bản thân để thấy chúng ta là môn đệ như thế nào của Chúa. Hãy xem mình có thực sự yêu mến, đứng cứu độ, đứng phục sinh và thiên chúa hằng sống của chúng ta." có trung thành tuân giữ các giới răng của chúa không chúng ta có thể chất vấn về tình yêu chân thật của chúng ta với chúa có phải tình yêu của ta dành cho chúa bị đóng khung vào thói quen sơ cứng khi tham dự thánh lễ chúa nhật không giữa cơn khủng hoảng toàn cầu chúng ta có mất đức tin và thiếu trong cậy nơi chúa không khi các nhà thờ đóng cửa chúng ta có quên chúa không trong bài trả lời phỏng vấn đức tổng giám mục Marak Zalewski cũng kêu gọi các tín hữu Việt Nam hãy tuân thủ các quy định và khuyến cáo của chính quyền và giáo quyền, đừng quên người nghèo và hãy tham dự tích cực vào đời sống cầu nguyện của giáo hội.